Anh biết cái cảm giác của một người đàn bà khi mất con là như thế nào không? Diễn trước mặt mọi người là em vẫn còn thai. Tại vì em không thể chấp nhận được sự thật này. Em không thể chấp nhận được cái việc là con em đã chết. Em biết là em không cha không mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi. Anh biết là em mong muốn có một gia đình của riêng mình như thế nào mà, đúng không? Nhưng mà đời không như là mơ. Em yêu anh, nhưng mà em không thể nào chấp nhận được trong lòng anh có một người phụ nữ khác. Anh hiểu cái cảm giác này không? Mỗi lần nghĩ đến em phát điên lên. Em đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Chẳng phải chúng ta đã lấy nhau rồi và đang ở bên cạnh nhau sao? Đừng quá buồn về chuyện con mình nữa. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà.